đạp thể thao Vip.com xin chào bạn. Trong video này, tôi tiếp tục kiểm tra chiếc xe đạp đua siêu phẩm đua Sava của Đức để gửi cho bạn Hoàng ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Vâng, bạn Hoàng ở Đức Trọng, Lâm Đồng là khách hàng quen của shop. Cách đây 6 tháng và đã mua cho bố mình một chiếc xe đạp đua Twister Steel chạy full group Shimano 105 R7000. Qua quá trình sử dụng, bạn nhận thấy xe chuẩn, chạy ngon và rất ổn. Nên hôm nay, bạn gọi cho shop nói rằng muốn mua cho mình một chiếc xe đạp đua tốt để cùng bố tập luyện thể thao. Shop đã giới thiệu cho bạn mẫu xe đạp đua Sava cao cấp Sava Phantom 3. Vâng, xe đạp đua Sava Phantom 3 vẻ đẹp cá mập, xứng tầm đẳng cấp với thiết kế đẹp, sang trọng, lịch lãm. Xe có hai màu, đó là màu đen đỏ và đen ghi siêu vip. Xe siêu vip với cấu tạo là full carbon gồm khung, càng, cọc yên, tay lái và vành carbon. Và đặc biệt ở chiếc Phantom thì có cặp vành cao tới 8,8 cm, rất khủng luôn, tạo nên nét đẹp quyến rũ cho sản phẩm. Sava Phantom 3 ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng rồi, ở Sava Phantom 3 đang được trang bị bộ truyền động full Shimano Ultegra R8000 của Nhật Bản, cực hiếm trên thị trường như này. Ngay khi nhận đầy đủ thông tin từ shop về mẫu xe đạp Sava Phantom 3 này, bạn Hoàng đã ưng ngay và quyết định chọn cho mình một em Sava Phantom 3 màu đen đỏ. Vì đã từng mua hàng của shop xe đạp thể thao Vip.com nên chỉ sau 2 phút anh Hoàng đã chuyển cọc cho shop luôn và gửi shop các thông tin cá nhân cần thiết để chốt đơn. Vâng, mặc dù chương trình lì xì đầu xuân đã hết nhưng thay lời tri ân với anh Hoàng cũng như rất nhiều bạn khác trên mọi miền Tổ quốc đã đến với shop xe đạp thể thao Vip.com mua xe đạp lần thứ 2 trở lên. Shop đặt cho anh một đôi bê đan Vip Zinizia này. Chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Sava Phantom 3 hiện đang có hai màu, đó là màu đen đỏ và màu đen ghi, và có hai size là size 47 và size 50. Anh Hoàng ở Đức Trọng, Lâm Đồng thì anh mua chiếc size 47 màu đen đỏ đây, và xe của anh này nhập về từ Việt Nam thì nguyên thùng nguyên chiếc như này bạn nhé, nguyên thùng nguyên chiếc như này. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao Vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và với Sava Phantom thì shop cũng đã dần đủ màu vì chi tiết. Bạn có thể xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này hoặc truy cập trong web xe đạp thể thao Vip.com. Shop đã đăng đầy đủ thông tin cấu hình xe và giá của xe, và bạn có câu hỏi nào cần tư vấn thêm hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao Vip.com ở số điện thoại hotline 0983315936. Shop luôn thường trực và sẵn sàng trao đổi tư vấn cho bạn. Và Sava Phantom 3 đây, hàng nhập về tới Việt Nam thì được đóng gói rất là chắc chắn và cẩn thận như này bạn nhé, cho mút như này, và những cái chi tiết quan trọng thì nhà máy đã lắp đặt sẵn rồi. Khi nhận xe chỉ cần lắp bánh trước này, tay lái, yên là xong. Xe rất đẹp rồi. Và sử dụng được full group Shimano Ultegra R8000 đây, xe rất chuẩn rồi nhé. Và một số phụ kiện anh Hoàng ở Đức Trọng, Lâm Đồng đặt cùng theo xe thì trộn đóng vào phụ kiện shop đã làm rất chuyên nghiệp và đồng bộ đây để dễ dàng tra cứu những thông tin cần thiết. Vâng, cảm ơn anh Hoàng và tất cả các bạn trên toàn quốc đã luôn tin yêu, tin tưởng shop xe đạp thể thao Vip.com là điểm dừng chân để mua những sản phẩm như ý. Đối với dòng xe đạp đua Sava thì shop đang có đầy đủ tất cả các model xe đua, có Sava Phantom 3, Sava X2, Sava 2 Speed, Sava X3 R6, Colorado, có Colorado đĩa chạy phanh đĩa dầu, Colorado chạy full group Shimano 105 R7000. Và còn rất nhiều chủng loại xe và thương hiệu những xe đua khác. Chỉ cần bạn có nhu cầu đến với shop sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp như ý, bởi vì shop đang bán rất nhiều chủng loại xe cũng như là thương hiệu xe. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.